Kính thưa quý vị, trưởng phái đoàn thanh tra Liên Hiệp Quốc quay trở lại khách sạn tính từ Damascus. Đại diện giải trừ quân bị của Liên Hiệp Quốc, bà Angela Kent đã quay trở về khách sạn của mình ở Damascus sau khi các thanh tra hoãn chuyến đi thứ hai đến hiện trường để điều tra về vụ tấn công bằng vũ khí hóa học vào tuần trước. Một tuyên bố của Liên Hiệp Quốc cho biết chuyến đi thứ hai đã bị trì hoãn cho đến ngày mai để được chuẩn bị kỹ lưỡng và an toàn hơn. Các thanh tra đã đi đến vùng ngoại ô Muadamiya nằm ở phía tây của Damascus vào ngày hôm qua và một chiếc xe của Liên Hiệp Quốc đã bị bắn trúng bởi những người vũ trang không được xác định. Syria đã phủ nhận việc sử dụng khí độc và đã đồng ý cho phép các thanh tra của Liên Hiệp Quốc đi đến các hiện trường ở vùng ngoại ô của Damascus, nơi các vụ tấn công bằng chất hóa học bị cho là đã diễn ra vào tuần trước.